kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm là bữa cơm quốc dân và gồm hai món rất là quen thuộc với mỗi gia đình luôn, đó là sườn chiên với lại là sả ớt. Và ở bên đây thì Quỳnh sẽ làm thêm một món nữa, đó là lòng bò mùn xào chung với lại cải chua. Thì mọi người có thể thay đổi là lòng heo cũng được nha. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ cho vào đây là nước mắm để Quỳnh ướp cái sườn này nha mọi người. Thì mình gia giảm theo khẩu vị gia đình thôi. Và sườn hôm nay Quỳnh sử dụng ở đây là có trọng lượng là 1 kg nha. Quỳnh sẽ cho vào đây là khoảng 5 muỗng nước mắm. Sẽ chiên á, cho nên Quỳnh sẽ không có bỏ đường nha mọi người. Quỳnh sẽ thay thế đường đó là bằng một chút xíu là mật ong, cho cái sườn mình nướng lên nó sẽ thơm. Tiếp đó là một chút xíu bột nêm, bột ngọt. Đến thì Quỳnh sẽ cho vào đây là một chút xíu tiêu. Tiêu này thì mình gia giảm, nhà có con đít thì mình cho ít lại nha mọi người. Một ít dầu mè để cho cái sườn mình chiên lên nó sẽ thơm hơn và nó không bị khô. Sả ớt vào. Sả ớt này thì mình cho vào cho nó thơm. Ở đây thì Quỳnh sử dụng tổng cộng là 4 cây sả nha. Và ớt, ớt thì mình gia giảm theo khẩu vị gia đình. Trộn lên. Quỳnh sẽ để cái thau sườn này á, Quỳnh ướp ít nhất là 1 tiếng nha mọi người. Nếu có thời gian thì mình ướp qua đêm để cho nó thấm và ngon hơn. Quỳnh sẽ ướp lòng bò luôn. Quỳnh sẽ cho đầu đà vào đây là một chút xíu bột ngọt, một chút xíu bột nêm, tí nước mắm, tiêu. Giờ thì Quỳnh sẽ cho thêm một chút xíu hành tỏi vào đây cho nó thơm nữa nha. Nãy giờ thì Quỳnh ướp đã được 1 tiếng rồi nè mọi người. Trước khi đem chiên thì Quỳnh sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh bột bắp. Bột bắp này sẽ giúp cho khi mà mình chiên cái sườn lên á thì cái sườn mình nó sẽ không bị dăng trong dầu. Với cái thứ hai nữa thì nó sẽ làm cho cái sườn của mình nó sẽ giòn hơn nha mọi người. Dầu nóng thì Quỳnh sẽ cho là sườn vào. Cái cục nhỏ thì nó mau chín đó, cho nên mình sẽ gấp cục này ra trước nha. Nhưng á thì giờ mình sẽ vũ vũ ra cho nó ra bớt mấy cái sả với ớt nha. Chảo dầu khi mà Quỳnh chiên xong á thì nó sẽ còn lại mấy cái sả với ớt mà nó bị cháy á, thì Quỳnh sẽ vớt ra hết nha mọi người. Những cái phần này mình nên bỏ đi, tại vì là mình ăn thì nó rất là độc ha. Thể là cho vào đây là một ít sả với ớt mà Quỳnh sắc sợi nha mọi người. Mà nó vàng vàng xém cạnh vậy thì mình sẽ tắt lửa, mình vớt ra hết luôn. Một ít tỏi hành bầm. Tỏi hành bầm vàng xém cạnh thì mình sẽ cho hết luôn cả cái thố lòng mà mình ướp vào luôn. Sau đó thì mình sẽ cho cải chua vào. Mình dặn nhỏ lửa lại. Mình sẽ ướp vào đây là một chút xíu dầu hào, nước tương, một ít hắc xì dầu. Thì mỗi lần mà Quỳnh xào cái cải chua, Quỳnh đều cho một chút xíu hắc xì dầu vào, thì Quỳnh thấy cái vị nó rất là ngon luôn mọi người. Một chút xíu muối để mình dằn cái độ chua của cải chua lại. Ít bột nêm, đường. Chua hôm nay Quỳnh mua nó hơi chua đó, cho nên Quỳnh sẽ cho đường hơi nhiều nha. Với lại cái đường mình bỏ vào thì mình cũng gia giảm theo khẩu vị. Để cho cà chua vào luôn. Xào cho cái gia vị này nó tan đều ra, cũng như là cà chua nó cũng sẽ mềm một chút xíu. Thì mình sẽ tắt lửa luôn. Sau khi mà gia vị nó tan hết rồi á, Quỳnh sẽ tắt lửa luôn. Đây là gừng. Gừng này là Quỳnh sắc sợi và một ít là ớt. Tiếp đó sẽ là hành cần. Mọi người có thể cho hành không hoặc là ngò gai cũng được nha. Trộn đều lên. Wow, cái món này ăn rất là bắt cơm nha mọi người ơi.
cô chú đi. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Rồi bây giờ mẹ cho con ăn nha. Thì hiện tại bây giờ thì thằng Sam nó ăn cơm trước, mà nó đói nó ăn cơm trước rồi. Bây giờ thì Quỳnh chỉ ăn sau thôi. Và ở đây thì mình cho nó ăn kẹo nha. Rồi ok anh ba. Không, cái này. Cái nào nô? Hồi nãy sao nói gì pai mà giờ sao kêu nô hả? Hả? Được không? Không có được. Không có được luôn á hả? Không có được trả cho mẹ nha, ok. No. No. Cái gì? Nó kêu không có được, cái mình kêu không được trả, cái nó kêu có được. Được mà bây giờ nó kêu có được nhưng mà giờ nó hơi bị dư chữ mọi người. Quỳnh hỏi có thương Quỳnh không? Có thương Quỳnh không? Có thương. Người ta trả lời chữ thương thôi, nó trả lời chữ có thương. Rồi bây giờ xin mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Sa thì nó ăn kẹo mọi người. Quỳnh nó thì Quỳnh bỏ mấy cái này gọi là xả lên á, chủ yếu là để cho nó đẹp cái dĩa nha mọi người. Nhưng mà thường thường thì bỏ mấy cái này lên để cho nó thơm, chứ mình bỏ thêm là cái phần mà mình ướp vào mình chiên lên á thì cũng được, nhưng mà nó sẽ dễ bị cháy. Với lại khi mình bỏ vô trong trong đây á, Quỳnh trộn chung với bột á thì lúc sau á cái nước bổn ra cũng nhiều mọi người. Cho nên nó hả mọi người có thể tận dụng, mọi người chiên lại cũng được nha. Trời lâu lắm rồi Quỳnh mới ăn lại món này mà. Nó rất là bắt cơm. Nó ngon mà. Không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng mà món này hình như bạn nấu mà ăn rồi. Hôm mê là một bên là mặn mặn cay cay, một bên là chua chua cay cay nha mọi người. Chua cay giòn béo. Béo là bởi vì là mình ăn cái này gọi là lòng bò. Để ở đây trước này cho mọi người dễ thấy nha. Chén tương chấm vào. Trời ơi nó ngốt hết vô miệng mà. Cái chén nước mắm, một cái chén nước tương cay quá. Quá xa đã mọi người. Hôm nay mà ăn cái mâm sườn nữa mọi người, phải nói là nói đúng chính xác hơn là hãy ăn khi ta còn răng nha mọi người. Tại vì trong cái sườn này nó vừa có sườn cay với lại sườn sụn luôn. Răng mình mà khỏe khỏe là mình ăn mấy cái sụn đã mọi người. Được chứ? Đã quá trời quá lắm mà. Mấy cái sườn này thì nó cũng dễ ăn. Với lại mình xào chua ngọt mà thì cũng phê lắm đó nha. Hình như là cái món sườn xào chua ngọt Quỳnh cũng chưa có chia sẻ với mọi người lần nào. Hôm nay hình như là Quỳnh đặt cái đó không? Cái dĩa sườn chiên ta ớt này, hình như là lần đầu tiên ta. Hai món này nó ăn nó hợp dễ sợ mà. Quỳnh không biết đến khi nào thì ba Sa nó mới ngồi nó ăn chung với Quỳnh được mà. Cái gì cũng ăn mà. Trời ơi nó đã sai sai. Cái chân con ồn quá. Con đừng gỏi chân nữa con. Nghe không? Yeah.
Mọi người biết hồi xưa mà quở Việt Nam mà thích ăn cái món sườn lắm mà. Mà mọi người biết nhà Quỳnh nó bán rau, ăn rau hoài. Mọi người lâu lâu hiếm khi mới được mẹ Quỳnh mua. Mấy ăn cái này về nhà ăn. Giả là cũng thèm lắm mà. Quỳnh làm ít á thì cái mâm nó buồn luôn à. Là một ký vô mà chia được con dĩ như đây ha. Với lại cái sườn này á nó cũng tận xương không à, mình ăn mình cắn chút còn chút xíu à. Giờ kể về chuyến đi của Quỳnh à, trong 2 ngày vừa qua cho mọi người nghe nha. Đi 2 ngày vừa qua mà thật sự là mình giống như là mình mở mang thêm được nhiều kiến thức nha mọi người. Ở Nhật có nhiều cái Quỳnh cũng chả có biết, mọi người cũng chưa cần thấy bao giờ. Với lại có nhiều cái á, ở trên TV Nhật nó cũng ít cái chiếu mọi người. Cũng giống như bên Việt Nam mình hồi xưa á, thời gian cái mạng internet thì nó chưa có rộng rãi như bây giờ, thì người ta làm YouTube ít đó mọi người, cho nên mấy cái món ăn dùng miền mình không có biết mọi người. Từ ngày mà có kênh YouTube cái người làm YouTube mỗi người chia sẻ chút chút mình còn biết chỗ này chỗ kia, món này món kia mọi người. Cho nên nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đi để mà mình trải nghiệm. Còn mình không có cơ hội mình coi YouTube mình cũng biết tận chút xíu cũng được mà. Với lại ngày hôm qua khi mà Quỳnh đi chơi Ba Si á thì đang trong mùa dịch đó mà, không như không có người mà nó vắng cho nên đi cũng đỡ lo. Là bởi vì cái vùng mà Quỳnh đi á nó là vùng quê ở Nhật Bản mà, nhưng mà cái chỗ đó nó rất là nổi tiếng ở Nhật. Nó là vùng quê nhưng mà tại sao nó nổi tiếng là bởi vì nó được gọi là vương quốc trái cây nha mọi người. Có nghĩa là ở Nhật này nó là vương quốc trái cây, cho nên tới đó là toàn trái cây. Tại vì phải ở dưới quê thì nó đất rộng, người ta mới trồng trái cây được. Ở ví dụ như những cái chỗ mà giống như thành phố lớn như là Tokyo, Osaka thì đất chật người đông, chỗ đầu trồng ra trồng trái cây. Cho nên á cái chỗ đó là chỗ vùng quê nhưng mà rất là nổi tiếng ở Nhật, cho nên đến đó trời nếu mà vô trúng mùa, nếu mà được gọi là vô trúng mùa trái cây mọi người, ăn trái cây đã luôn. Nói chung là hôm qua Quỳnh đi, 2 ngày Quỳnh đi thì cũng có ăn chút trái cây nha mọi người. Tại bây giờ đây vô mùa thu mọi người, chúng mình đi trúng mùa hè ăn đã. Dự định đó là cái video á sẽ được sửa và up vào cuối tháng 12 và up trên đài truyền hình Đà Nẵng nha mọi người. Vào hình như là tháng 1 phải sao? Tại mọi người biết tại sao up trên đài truyền hình Đà Nẵng không? Là bởi vì á cái công ty bên đây hợp tác với đài truyền hình Đà Nẵng mọi người. Bởi vì ở bên đây người ta chưa đủ kinh phí á để mà xin phát sóng mà lên hết nước Việt Nam, cho nên giờ Quỳnh cũng biết sao. Bạn nào mà coi kênh của hai mẹ con Quỳnh thì chỉ coi là trên YouTube với lại là coi trên TV nha mọi người. Tại vì có bạn thì rảnh coi trên TV được. Nói chung thì trên TV thì ai cũng coi được mọi người ha. Còn trên YouTube thì những người lớn lớn tuổi thì nhiều người thì ít có dùng công nghệ mọi người.
cho nên người ta coi trên tivi nó tiện ha. Ăn lâu lâu cái mình cắn vô chúng cái gừng với cái lọng rồi nó phê mà. Có nhiều bạn sẽ làm khác các cách quỳnh nha mọi người. Chỉ có nhiều bạn sợ khô quá rồi sẽ đem đi hấp trước. Nhưng mà nếu mình chiên cái tảng sừng lớn thì mình hấp. Còn nếu mình chiên cục cục nhỏ nhỏ thì mình chiên được mà. Cài quá.何か入ってる?何か入ってるかな? Sao nói tiếng Việt em? Gì vậy? Nó có hết cái đời của đứa. Ừ, cô chú với bác bạn thấy không? Có thấy. Nó lên review mà. Bibi. Quỳnh ăn đồ ăn, Quỳnh chia sẻ cách làm, còn nó lên nó review cái đồ nó ăn mọi người. Ngày nào nó cũng coi YouTube á, cái ảnh thấy mấy anh chị nè chơi đồ chơi mọi người, review đồ chơi, rồi review bánh kẹo giống như ăn gì khoe ra đây vậy mọi người, anh cũng khoái. Trời, nó chua chua đảo quá. Quá sao đã nhận làm ơn.
video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Ui. Hai tay luôn. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Yeah. Trời ơi thơm mùi su cú là quá anh ba. Sao thơm mùi su cú là quá anh ba.